Tối giản nhưng đầy nam tính và mạnh mẽ, buzz cut chính là kiểu tóc rất được phổ biến trong quân đội cũng như có một tên gọi khác là lính thủy đánh bộ. Trong xu hiện đại, nhờ tính đơn giản và thời trang của nó nên kiểu tóc này được rất nhiều các sơn nam nổi tiếng yêu thích như là Renwood Miller hay là Dominic Purcell. Ngay bây giờ, mời các bạn hãy cùng đón xem kiểu tóc tuy đơn giản mà chất này. Buzz cut là kiểu tóc làm nổi bật khuôn mặt rất mạnh. Vì vậy, mối quan tâm duy nhất của bạn đó chính là tỷ lệ khuôn mặt với cả phần tóc. Nhờ việc cắt ngắn nên mái tóc này các bạn không mất quá nhiều thời gian chăm sóc hay là chải chuốt gì. Tuy trông rất đơn giản nhưng để tạo ra được một kiểu buzz cut hoàn hảo nhất thì lại đòi hỏi về kỹ thuật và tay nghề cắt rất là cao để có thể tạo ra được hiệu ứng phết 3D ảo cho cả khuôn đầu. Vì thế, Barbersize chính là nơi mà các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, yên tâm để có được một kiểu tóc ưng ý nhất. Buzz cut không phải là kiểu tóc phù hợp với tất cả khuôn mặt. Kiểu tóc này phù hợp nhất với những bạn có form đầu tròn, không bị lồi lõm hay là bị méo bởi vì kiểu tóc ngắn rất dễ làm lộ nhược điểm. Để phong cách hơn thì tattoo sẽ là một sự lựa chọn không tồi, bởi kiểu tóc đơn giản này chỉ cần một vài điểm nhấn như là đường tattoo hay là màu nhuộm như là màu khói hay là màu vàng sáng cũng giúp bạn tạo điểm nhấn đặc biệt và thu hút hơn rất là nhiều. Anh em lưu ý rằng có nhiều kiểu buzz cut với độ dài ngắn khác nhau, vậy nên khi chọn kiểu tóc này, anh em hãy chọn cho mình những cái độ dài làm sao phù hợp để có một mái tóc ưng ý nhất. Giản nhưng mang tính thời trang cao, lại tiện lợi và rất dễ ứng dụng. Kiểu tóc này khi các bạn kết hợp với phong cách sport trông rất khỏe khoắn và mạnh mẽ, còn khi kết hợp với streetwear thì trông các bạn lại rất chất và ngầu, và kể cả các bạn có kết hợp với những bộ vest thì trông vẫn rất là sang trọng và lịch lãm. Đúng là buzz cut là một kiểu tóc rất là có võ. Nếu như các bạn yêu thích kiểu tóc này thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh Barbersize TV Trendy để cập nhật những kiểu tóc mang xu hướng hot nhất năm 2020. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Give myself another